Xin chào các bạn khán giả của Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, phần lớn chúng ta đều đã và đang có một suy nghĩ, đó là người thành công thì chắc chắn phải là những người vô cùng thông minh, tư duy nhạy bén và chỉ số IQ cao, đúng không nào? Nhưng thực tế các nghiên cứu và khảo sát đã chứng minh điều ngược lại. Những người thành đạt không phải là người có chỉ số IQ cao nhất mà là người có chỉ số EQ cao nhất. EQ thể hiện khả năng thấu hiểu chính mình và khả năng thấu hiểu người khác. Đồng thời, chỉ số EQ cao còn thể hiện khả năng chế ngự cảm xúc. Những người có EQ cao là người dễ thích nghi, dễ nhận được sự hợp tác, đề bạt, luôn tìm được sự hòa hợp trong một tập thể. Vậy bạn có biết người có chỉ số EQ cao họ tạo cho mình những thói quen và quy tắc như thế nào hay không? Trong video này, Bí quyết thành công sẽ chia sẻ với bạn 10 quy tắc ngầm đã giúp những người EQ cao làm chủ được cuộc sống, từ đó chạm đến thành công và giàu có. Ai cũng nên nghe, dù chỉ một lần các bạn nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng khám phá cùng bí quyết thành công trong video này. Quy tắc thứ nhất có tên là 25/5. Những con số này mang ý nghĩa gì? Mỗi khi nhắc đến thành công, làm giàu, là vô thức chúng ta lại nghĩ ngay đến tỷ phú thế giới Warren Buffett, đúng không ạ? Phải công nhận là những bí quyết, những kinh nghiệm mà ông chia sẻ lúc nào cũng gần gũi và rất dễ để tất cả mọi người đều áp dụng được. Tỷ phú Warren Buffett đã chia sẻ với phi công riêng của mình về bài học đơn giản trong các ưu tiên nghề nghiệp. Theo đó, phương pháp của Buffett là trước tiên hãy lập danh sách gồm 25 điều bạn muốn đạt được trong sự nghiệp, đánh dấu 5 mục tiêu quan trọng bậc nhất. Đây là những mục tiêu cấp bách và được ưu tiên thực hiện, gạch bỏ hết 20 điều còn lại trong danh sách. Phương pháp này giúp bạn định hướng rõ đích đến của mình và tập trung thực hiện chúng. Đồng thời, đó còn là yêu cầu kỷ luật thép, ý chí mạnh mẽ và biết kiểm soát bản thân. Khi bạn phải hoàn thành vô số các công việc, deadline, hãy thử áp dụng quy tắc 25/5 này để nâng cao năng suất công việc. Lấy một tờ giấy và viết xuống 25 đầu việc cần hoàn thành. Tiếp đến, hãy tự hỏi bản thân, tôi cần nói không với 20 việc nào để có thể tập trung hoàn thành 5 việc được đánh dấu ưu tiên. Mặc dù quy tắc 25/5 này không phải do Warren Buffett tạo ra, nhưng nó thực sự hiệu quả. Khi thực hiện quy tắc, bạn sẽ tối đa hóa năng suất của mình bằng cách chỉ dành thời gian cho những thứ sẽ thúc đẩy bạn tiến tới thành công. Quy tắc ngầm thứ hai đó là quy tắc viết ngược. Nghe khá lạ đúng không nào, nhưng không khó để áp dụng đâu. Viết ngược ở đây không phải là hiểu theo nghĩa đen đâu các bạn ạ. Mà viết ngược có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thói quen đặt mình vào tư cách là người đọc, người sẽ nhận được những nội dung mà bạn viết ra. Đặc biệt là trong quá trình bạn viết email hay báo cáo. Một nội dung được gửi mà chính người viết, người nói còn không hiểu thì làm sao những người nhận được nội dung đó có thể hiểu được đúng không nào? Và một khi họ không hiểu được thì chắc chắn là bạn đã thất bại rồi đấy. Vậy nên hãy tạo cho mình thói quen viết ngược. Nó thực sự rất hữu ích bởi nó ngăn việc bạn viết quá dài hoặc viết những nội dung không giúp ích cho mục đích của người nhận. Tập thói quen viết ngược là cách giúp bạn phát triển trí tuệ cảm xúc của mình, tập đồng cảm với mọi người xung quanh. Quy tắc thứ ba đó là đặt ra những câu hỏi vàng. Thay vì cứ làm một mạch thì người thành công lại luôn có thói quen đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình. Khi cần phải đưa ra quyết định nhưng lại bị yếu tố cảm xúc chi phối, hãy tự hỏi bản thân. Tôi sẽ cảm thấy thế nào về lựa chọn này trong một ngày, một tuần, một tháng, một năm? Câu hỏi này sẽ ép buộc bạn phải nhìn thấy tương lai. Khi não bộ suy nghĩ và điều khiển, cảm xúc sẽ không thể chi phối bạn trong quyết định này. Việc đặt câu hỏi cũng là một cách để bạn có thể dự tính những việc phát sinh hay đề phòng những sự cố ngoài ý muốn. Quy tắc thứ tư đó là quy tắc 5 phút. Đã khi nào có một nhiệm vụ lớn trước mắt nhưng thay vì bắt tay ngay vào thực hiện, bạn lại ngồi xem video YouTube cả buổi sáng. Rất nhiều người hiện nay, đặc biệt là các bạn trẻ, có thói quen chờ nước đến chân mới nhảy. Chúng ta bao biện cho thói quen đó là bởi vì mình chưa có ý tưởng để bắt tay vào làm ngay hay là phải làm gấp như thế thì mới thấy có áp lực.
Thực chất, lý do khiến chúng ta cứ trì trệ công việc là vì não bộ quá choáng ngợp khi suy nghĩ sẽ phải tốn thời gian dài để hoàn thành công việc đó. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng quy tắc 5 phút, tự thỏa thuận với bản thân để hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong 5 phút. Thực tế, khi áp dụng quy tắc này, bạn đang đánh lừa bộ não của mình để xem nhiệm vụ lớn như một nhiệm vụ nhỏ. Tất nhiên, khi đã bắt tay vào xử lý, bạn sẽ ngồi làm việc lâu hơn 5 phút. Quy tắc thứ 5 đó là quy tắc bấm giờ. Bạn là một người luôn coi công việc là mục tiêu hàng đầu, song bạn vẫn cần cân bằng công việc với những yếu tố khác, thậm chí quan trọng hơn như gia đình hay sức khỏe. Vậy phương pháp là gì? Bạn có thể cân bằng mọi thứ bằng phương pháp bấm giờ, đặt quy tắc thời gian làm việc cho mỗi ngày phù hợp. Sau khoảng thời gian đó là những phút giây dành cho gia đình hay chăm sóc sức khỏe. Bạn cần phải coi việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, chuyện gia đình như một cuộc hẹn quan trọng mà không thể bỏ lỡ. Nhiều công ty và nhân viên văn phòng áp dụng quy tắc tính giờ này để đạt được sự cân bằng và xây dựng được văn hóa làm việc bổ ích. Quy tắc thứ 6 đó là quy tắc viết. Đã khi nào gặp phải tình huống, bạn đặt câu hỏi cho người đối diện nhưng họ không thể làm theo các yêu cầu đó. Khi đã cố giải thích, thuyết phục, bạn mới thực sự nhận ra bản thân mình cũng chưa hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo về ý tưởng này. Để khắc phục điều này, bạn có thể áp dụng quy tắc viết. Nếu bạn muốn làm rõ suy nghĩ của mình, hãy xác định điều gì là quan trọng, muốn truyền đạt ý và viết nó xuống giấy. Việc viết ra giấy cũng khiến bạn bình tĩnh hơn, có thể trình bày các ý của mình một cách logic và dễ hiểu hơn. Quy tắc này sẽ giúp bạn làm sáng tỏ suy nghĩ của mình, cải thiện trí nhớ đồng thời giúp bạn tự tin khi giao tiếp bởi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Quy tắc thứ 7 đó là 4 bước chống trì hoãn. Như đã nói, trì hoãn là một trong những thói quen phổ biến của rất nhiều người hiện nay, thậm chí có thể chúng ta biết đó là thói quen xấu nhưng lại không biết làm thế nào để loại bỏ chúng. Nếu quy tắc 5 phút không đủ để bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy thử áp dụng phương pháp này. Đầu tiên, hãy thừa nhận việc phải thay đổi. Nếu là một người thường có thói quen trì hoãn, hãy ngừng viện các lý do mà tập thừa nhận trì hoãn sẽ khiến bạn không đạt được mục tiêu hay đơn giản là không thể hoàn thành công việc đúng tiến độ. Nếu không có suy nghĩ này, bạn sẽ không bị thuyết phục rằng mình cần phải thay đổi, bắt tay vào thực hiện công việc. Để thực hiện được điều này, khi có ý định trì hoãn, hãy nói chần chừ là không tốt, để có thể hành động ngay lập tức. Tiếp đó, hãy xác định và hiểu cảm xúc của bạn. Những người trì hoãn thường xuất hiện 3 loại cảm xúc đi kèm như sợ hãi vì đó là một nhiệm vụ quá lớn, kiêu hãnh vì bạn có thể hoàn thành công việc này một cách nhanh chóng, hay cảm xúc lo lắng vì bạn đang còn có quá nhiều công việc khác. Việc xuất hiện những cảm xúc này không có gì sai, song bạn cần phải xác định và hiểu chúng để có được phương pháp hiệu quả. Sợ phải xử lý là điều đương nhiên, song bạn có thể chia nhỏ dự án thành những nhiệm vụ nhỏ có thể hoàn thành trước. Tự hào về năng suất làm việc của mình là tốt, nhưng liệu có phải lúc nào bạn cũng đạt được hiệu suất đó hay không? Lo lắng cũng là một cảm xúc dễ hiểu khi phải đảm nhận quá nhiều công việc và không có khoảng thời gian nghỉ. Tuy nhiên, bạn có thể đặt giới hạn thời gian nghỉ giải lao như 5 đến 10 phút. Thứ 3, làm việc sớm hơn. Đối với người thường xuyên trì hoãn, việc bắt đầu công việc một cách ngay lập tức là điều xa xỉ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ bắt đầu làm việc không có nghĩa là bạn phải hoàn thành ngay lúc đó. Sự bắt đầu giúp bạn tạo được guồng quay làm việc. Nó cho phép bạn hoàn thành được nhiều việc hơn những gì mình mong đợi. Vì thế, ngay sau khi kết thúc cuộc họp, hãy bắt đầu lập kế hoạch. Khi có một ý tưởng, đừng chỉ viết ra, bạn cần bắt tay vào thực hiện nó. Khi nhận nhiệm vụ được giao, bạn cần chuẩn bị ngay nếu có thể. Thứ tư, đặt lịch cho công việc. Nếu không thể thực hiện một nhiệm vụ hay dự án ngay lập tức, bạn hãy thêm nó vào lịch làm việc và đảm bảo thời gian để thực sự hoàn thiện nhiệm vụ. Đặc biệt giữa các nhiệm vụ, bạn cần đan xen những giờ giải lao, bởi nếu lấp đầy lịch với các đầu việc, cuộc họp liên tiếp, đó chỉ là cách bạn đang vắt kiệt sức của mình. Quy tắc thứ 8 đó là hãy đặt 3 câu hỏi. Các cụ ta vẫn có câu
ếch chết tại miệng. Làm trăm nghìn việc tốt mà chỉ vì vài câu vạ miệng thì rồi mọi thứ cũng tiêu tan mà thôi. Vậy nên, nếu không muốn mình sẽ phạm phải điều đó, thì có ba câu hỏi bạn nên tự hỏi mình trước khi nói bất kỳ điều gì với ai. Điều này có cần phải nói không? Điều này có cần phải nói bởi bạn? Tôi có cần phải nói điều này không? Với những câu hỏi đơn giản này, bạn sẽ kiểm soát được cái miệng của mình, có những lời nói đúng mực và đúng thời điểm. Quy tắc thứ 9, đó là quy tắc thẩm định lại. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy làm việc không hiệu quả, bị mắc kẹt trong những khó khăn hoặc đơn giản là sợ hãi về những điều sắp xảy ra, bạn nên nhớ đến quy tắc đánh giá lại. Đừng tập trung vào con đường phía trước, hãy nhìn lại xem bạn đã đi được bao xa. Sự thay đổi quan điểm đơn giản này có thể thay đổi sự thất vọng thành hài lòng, lo lắng thành cảm kích. Và cuối cùng, đó là quy tắc điều trước sau. Nhiều người thường rơi vào trạng thái có quá nhiều việc và không đủ thời gian để làm. Khi đối diện với tình huống này, bạn có thể tuân thủ quy tắc trước sau. Thu hẹp danh sách cần làm xuống chỉ còn 2 đến 3 nhiệm vụ. Sau đó, chỉ tập trung vào xử lý những nhiệm vụ hàng đầu. Việc ưu tiên này giúp bạn không bị choáng ngợp với khối lượng công việc lớn. Đồng thời, đây cũng là phương pháp để bạn có thể xử lý hiệu quả từng nhiệm vụ. Bạn thấy 10 quy tắc này không quá khó đúng không? Không phải cứ thông minh mà đã thành công được ngay đâu. Sự thông minh chỉ chiếm một phần thôi, phần còn lại nằm ở những thói quen tốt và thái độ tốt nữa đấy. Ngày hôm nay, hãy bắt đầu thay đổi bản thân và áp dụng những quy tắc mà Bí Quyết Thành Công đã chia sẻ các bạn nhé. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của Bí Quyết Thành Công. Hy vọng nó có thể là một phần trong hành trang chinh phục thành công của bạn. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.